an nhàn vui khỏe xin chào các bạn các bạn hãy đăng ký like và chia sẻ video để tiếp thêm động lực cho chúng tôi ra nhiều video hơn nữa hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về sự nghiệp tình duyên gia đạo của những người tuổi dần năm 2022 năm 2022 nhâm dần là năm bản mệnh của người tuổi dần vì vậy gia chủ sẽ phải đối mặt với cục diện trực thái tuế điều này khiến vận trình cả năm của người tuổi dần không mấy khởi sắc đối với công danh sự nghiệp người tuổi dần là người cực kỳ hiếu thắng và thẳng tính họ luôn sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách để đạt được mục tiêu của bản thân điều này giúp mang lại những tác động tích cực đối với con đường sự nghiệp của người tuổi dần tuy nhiên đôi khi ưu điểm này lại bất giác trở thành vật cản đối với vận trình của quý bạn với tính cách có phần hơi bộc trực cộng thêm năm hạn gia chủ sẽ rất dễ xảy ra tranh chấp với đồng nghiệp bất hòa với lãnh đạo khiến bản thân ít được xem trọng quý mến và ủng hộ từ những áp lực vô hình ấy người tuổi dần sẽ vô tình đẩy mình vào cảm giác thoái chí, chán nản. Đây là lúc quý bạn cần bước chậm lại, suy tính và nhìn nhận bản thân một cách rõ ràng hơn. Để từ đấy, biết được đâu là ưu điểm cần phát huy và đâu là nhược điểm mà mình cần khắc phục. Về tình duyên, gia đạo. Trên phương diện tình cảm, bản tính vốn có của người tuổi dần luôn muốn mình là người nắm thế chủ động. Chính vì vậy, nhiều khi họ vô tình khiến cán cân của hai bên mất thăng bằng dẫn đến việc nửa kia của bạn dễ cảm thấy mệt mỏi, vì không giữ được sự bình tĩnh nên mối quan hệ hai người sẽ càng khó kiểm soát hơn. Điều đó sẽ khiến gia chủ tuổi Dần và người ấy dễ xảy ra cãi vã. Cộng thêm áp lực cuộc sống, chuyện tình cảm rất dễ bị đứt đoạn. Lời khuyên cho vận trình tình cảm của người tuổi Dần trong năm 2022 chính là cố gắng kiểm soát cảm xúc của bản thân càng nhiều càng tốt. Bởi, với bản khí dễ nổi nóng, bạn sẽ rất khó để nhìn nhận mọi việc và thấu hiểu cho cảm xúc của đối phương. Khi có vấn đề gì không hài lòng, bạn nên chủ động nói ra và cùng người ấy ngồi xuống thảo luận để tìm ra hướng giải quyết chấm cộng hòa, huyện tình yêu dù có đẹp đến đâu, muôn đời vẫn phải đi qua bể dâu các bạn ạ. À. Tuy nhiên đến cuối, khi đã cùng nhau trải qua muôn vàn thử thách thì tình cảm chắc chắn sẽ sắc son và đậm sâu hơn. Đối với tài lộc, tiền bạc, trong năm 2022, sự nghiệp của người tuổi dần nhìn chung không có nhiều bước tiến đáng kể. Điều này tác động không nhỏ lên phương diện tài chính của bản mệnh Người làm ăn thường xuyên gặp phải nhiều khó khăn, trở ngại. Chính vì vậy, quý bạn nên chú ý hơn trong việc chi tiêu, đầu tư. Tránh lấy chỗ này đập vào chỗ kia, khiến tài sản đã hao hụt lại càng thêm hao hụt. Trong năm này, người tuổi dần nên ưu tiên chính sách tiết kiệm, không nên chi tiêu quá hoang phí, làm được tiền phải biết cất giữ để sau này đầu tư vào công việc. Đối với sức khỏe, thực chất, sức khỏe của người tuổi dần trong năm tới khá tốt. Tuy nhiên Bản thân sẽ phải khá lao lực trên phương diện công việc, tiền bạc. Điều này vô tình khiến sức khỏe cũng phần nào bị ảnh hưởng. Bản mệnh sẽ dễ mắc phải các bệnh liên quan đến tiêu hóa và hệ thần kinh. Bên cạnh đấy, quý bạn cũng nên đặc biệt cẩn trọng trong vấn đề đi lại. Đồng thời cũng nên đề phòng các nguy cơ có thể gây ra hỏa hoạn trong các tháng 4, 5, 6 âm lịch. Tử vi 2022 theo tháng cho người tuổi Dần. Tháng 1, công danh, sự nghiệp có quý nhân phù trợ. Bản mệnh cần chú ý đến sức khỏe tránh lao lực quá sức vì công việc. Tháng 2, đương số phải đối đầu với nhiều áp lực lớn trong cuộc sống. Tuy nhiên, nếu biết cách khéo léo và mềm mỏng khi giao tiếp, ứng xử thì sẽ rất dễ nhận được sự tương trợ từ đồng nghiệp, bạn bè và người thân. Đối với người kinh doanh, vận trình sẽ đón nhận nhiều cơ hội tài lộc. Bản mệnh cần tránh tư pha phung phí. Tháng 3, công việc không được như ý. Đương số cần đề phòng hạn bị kẻ tiểu nhân hãm hại. Bên cạnh đấy, nếu thấy sức khỏe có dấu hiệu bất thường thì nên sớm đi thăm khám để chữa trị. Tháng 4, đề phòng trộm cắp. Đặc biệt, đối với người phải đi công tác xa trong tháng này thì nên cẩn thận trong vấn đề đi lại. Tháng 5, nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển trong công việc đến tay. Tài lộc có dấu hiệu khởi sắc. Tuy nhiên, hao tổn vì gia đình cũng không ít. Tháng 6, công việc làm ăn suôn sẻ, phát đạt. Cần đề phòng các tranh chấp, kiện cáo không đáng có. Tốt nhất, quý bạn nên đọc kỹ các điều khoản trước khi đặt bút ký bất kỳ văn bản thỏa thuận nào. Tháng 7, cục diện tứ hành xung báo hiệu một tháng với nhiều biến động mạnh. Đây sẽ là một tháng khá chật vật với người tuổi dần trong năm 2022. Đương số cần cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói và cách hành xử. Tháng 8, vận khí xấu xua tan, vận trình trong tháng đó nhiều cát khí. Nếu có lời mời hùn hạp từ bạn bè, người thân trong tháng này thì quý bạn có thể cân nhắc để thực hiện. Tháng 9, đây là tháng có khá nhiều sự khởi sắc. Người làm kinh doanh có nhiều cơ hội phát tài phát lộc. Người làm công ăn lương, cơ hội thăng tiến khá rộng mở. Tháng 10, tiền vào cũng nhiều nhưng tiền ra cũng không ít. Bản mệnh nên có kế hoạch đầu tư, chi tiêu hợp lý. Tránh tiêu xài hoang phí cho các sở thích không cần thiết của bản thân. Tháng 11, đương số cần đặc biệt chú ý đến sức khỏe. Tuyệt đối không được tham gia giao thông sau khi uống rượu bia. Và nên thăm khám sức khỏe sớm khi thấy bản thân có dấu hiệu bất thường. Tháng 12, cuối năm, người tuổi Dần vẫn còn gặp hạn hao tổn vì người thân, bạn bè. Tuy nhiên, đổi lại, chuyện tình cảm sẽ có nhiều tiến triển tốt đẹp hơn. Những điều tuổi Dần cần lưu ý trong năm 2022. Trong năm 2022 này, mọi việc nhìn chung khá bình hòa. Nếu đương số biết cách quản lý cảm xúc và có kế hoạch đầu tư chi tiêu hợp lý thì mọi việc vẫn bình ổn. Đó là chưa kể nếu quý bạn nắm bắt được cơ hội do quý nhân mang tới trong năm thì vận trình tài chính của bản mệnh cũng khá khởi sắc. Trong năm này, bản mệnh nên dành nhiều thời gian bên gia đình, bạn bè. Đó sẽ là cách rất hiệu quả để quý bạn cân bằng cảm xúc, tinh thần. Đồng thời nhận được nhiều lời khuyên và sự tương trợ hữu ích cho các vấn đề khó khăn trong cuộc sống, nhất là vấn đề công việc, tài chính. Nếu có ý định sử dụng các vật phẩm phong thủy để thu hút vận khí tốt, may mắn trong năm 2022 quý bạn nên lựa chọn các vật dụng có màu sắc hợp phong thủy với bản mệnh. Trên đây là các luận giải chi tiết về vận trình của người tuổi dần trong năm 2022. Mong rằng với những chia sẻ trên, quý bạn cũng như người thân trong gia đình sẽ chủ động hơn trong việc đối phó các tình huống bất chắc có thể xảy ra trong năm tới. Nhờ đó mà thành công chuyển giữ hóa lành giúp công việc luôn được xuân sẻ, gia đạo luôn được bình an. Chúc các bạn tìm được những thông tin hữu ích. Hãy đăng ký để đón xem các video tiếp theo nhé. Hãy đăng ký để ủng hộ kênh nhé chúc các bạn ngày mới vui vẻ